cách đây không lâu có một bệnh nhân nữ 29 tuổi tìm đến phòng khám đa khoa y học quốc tế 12 Kim Mã trong tình trạng chảy máu sau khi quan hệ và da khí hư bất thường. Tình trạng này của chị đã xảy ra trong một thời gian dài, nhưng chị chưa một lần quan tâm cho đến khi bệnh có tiến triển phức tạp khiến cho cuộc sống của chị bị đảo lộn. Qua quá trình thăm khám, thạc sĩ bác sĩ Trương Thị Vân nghi ngờ chị đang mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung khá là trầm trọng. Các nguyên nhân sớm dẫn đến bệnh ung thư cổ tử cung có thể kể đến như lối sống không lành mạnh, hút thuốc, quan hệ tình dục từ sớm, lười vệ sinh vùng kín, vệ sinh không đúng cách, phá thai không an toàn, mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa trước đó, vân vân. Nói tóm lại, có rất nhiều khía cạnh về nguyên nhân. Tuy nhiên, thủ phạm trực tiếp gây bệnh là do virus HPV gây ra. Virus HPV lây truyền qua đường tình dục. Bạn có thể bị nhiễm HPV từ những người bị nhiễm qua quan hệ bằng miệng, hậu môn và âm đạo. Bệnh có thể hoàn toàn lây sang người lành, ngay cả khi người bệnh không có bất cứ biểu hiện hay triệu chứng nào của bệnh. HPV không phụ thuộc vào số lượng người tình. Người bệnh vẫn có thể bị nhiễm HPV, ngay cả khi chỉ quan hệ với một người. 1. Xuất huyết âm đạo bất thường. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung là chảy máu âm đạo bất thường. Máu có thể chảy ra ở những tình huống như trước, trong và sau khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, nếu tình trạng chảy máu sau khi quan hệ diễn ra thường xuyên cũng có thể là một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ở cơ quan sinh sản. Trường hợp này thì hãy mau sắp xếp thời gian để đi khám nhé các chị em. 2. Dịch âm đạo tiết ra bất thường. Trong trường hợp dịch âm đạo tiết ra bất thường, màu sắc lạ như là màu vàng, xanh như mủ hoặc lẫn máu và có mùi khó chịu vân vân thì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với những bệnh lý khác ở vùng kín như ung thư buồng trứng, viêm vòi trứng vân vân cũng có thể gây ra những dấu hiệu bất thường ở dịch âm đạo. Vì vậy, khi rơi vào tình trạng này, để chính xác nhất cũng như giữ an toàn cho bản thân thì bạn hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để được khám và tư vấn nhé. 4. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường. Ung thư cổ tử cung sẽ tác động đến quá trình phát triển và rụng trứng cũng như sự cân bằng hormone trong cơ thể. Kết quả là chu kỳ kinh nguyệt của bạn không được bình thường như trước đây. Bạn có thể bị trễ kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc máu kinh nguyệt có màu đen sẫm vân vân. Chị em thân mến, thông thường theo sự tiến triển của nhiễm HPV thì đa phần tự thoái lui, chỉ có một phần nhỏ tiến thành ung thư cổ tử cung và hiện chưa có biện pháp nào để điều trị HPV. Sàng lọc ung thư cổ tử cung và tiêm vaccine phòng virus HPV là biện pháp an toàn, ngăn ngừa những nguy cơ có thể xảy ra. Và nếu không may bạn được chẩn đoán là bị ung thư cổ tử cung thì cũng đừng lo lắng, hãy kiên trì điều trị cũng như nghiêm túc đi theo liệu trình của bác sĩ để kiểm soát bệnh nhé. Đừng quên để lại một like hoặc bình luận và nhớ ấn nút theo dõi kênh để ủng hộ các bác sĩ nhé. Chúc chị em luôn mạnh khỏe và xinh đẹp.